Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang gửi tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là cái bộ đầu lốc của Hyundai Grand Starex. Bộ sản phẩm này là hàng liên doanh cao cấp. Bộ sản phẩm với 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 rãnh nổi, tức là bộ sản phẩm dùng cho 7BK. 7BK. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm là một bu li đầu lốc này, một bôn điện và một mặt hít, một vòng bi liền với cả bu li. Đây ạ. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm, đó chính là cái bộ ly hợp từ của Hyundai Grand Starex. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với. Cảm ơn mọi người đã cùng xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.